Những ngày này, nhân dân xã Kiến An vui mừng cùng nhau đóng góp tiền, công sức nhờ qua tuyến đường giao thông liên xã thuộc ấp Kiến Bình 2, nối liền hai xã Kiến An và Mỹ Hội Đông có chiều dài 900m với tổng kinh phí trên 600 triệu đồng. Trong đó, nguồn vốn huyện hỗ trợ là 200 triệu đồng, số tiền còn lại từ nguồn vận động trong nhân dân. Đặc biệt là sự hỗ trợ tích cực của đội lắp giá đường từ thiện ở huyện Chợ Mới trong việc triển khai thi công, góp phần giảm chi phí công trình. Mình có tham gia giao thông cho nên mình mới thấy được cái tầm lợi và hại của cái vấn đề tai nạn giao thông. Từ chỗ đó tham gia cái vấn đề làm đường đang cho nó hạn chế bớt cái tai nạn giao thông bớt ổ gà khi nó độ nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Khi địa phương mà chủ trương làm con lộ nhựa này lại cho nó hoàn thành thì là nhân dân rất là phấn khởi. Đồng tình với nhau làm sửa con đường rất là đẹp. Chung thì mình làm cái tuyến đường này rất là công khai, nhân dân đóng góp, mình có là ghi chép sổ sách đâu đó đàng hoàng, công bố rộng rãi cho bà con mình nắm ai đóng góp bao nhiêu thì làm cái con đường này giá trị nó là bao nhiêu vậy đó. Nhà nước hỗ trợ bao nhiêu thì nhân dân mình đóng góp bao nhiêu, mình tính toán hết thì bà con rất là nhiệt tình ủng hộ, công khai minh bạch rõ ràng. Còn tại xã An Thành Trung, từ nguồn tiền xã hội hóa, địa phương đang bê tông hóa tuyến đường cầu Ngã Bác nối liền hai ấp An Long và An Tịnh với tổng kinh phí là 280 triệu đồng. Khi chủ trương của là xã là cùng với ấp là mời dân để là cùng nhau và mình thực hiện gọi là bê tông hóa thì tuyến đường này thì dân người ta cũng là rất là đồng tình, nhưng mà lý do là tại tuyến đường nó dài, hộ dân thì ít. Sự đóng góp của họ là dân thì là có đóng góp nhưng mà cái mức đóng góp chưa được là 30%. Từ chỗ đó thì là cái tổ từ thiện cùng với là kết hợp với cái ban vận động là đi vận động ngoài xã, ngoài địa phương của mình là các nhà hảo tâm, các nhà mạnh thường quân để cùng nhau là tiếp sức con đường này, kể cả luôn xi măng hoặc là tiền. Để thực hiện tốt công tác xây dựng cầu giao thông nông thôn, hai xã Kiến An và An Thịnh Trung đã chủ động đề ra kế hoạch cụ thể cho từng công trình xây dựng, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức họp dân, xin ý kiến thống nhất trong nhân dân để triển khai thực hiện và có sự giám sát chặt chẽ của ban giám sát nhân dân. Chính sự bàn bạc, dân chủ trên nền tảng dựa vào dân để thực hiện đã tạo sự ủng hộ cao trong dân. Trước tiên thì là phải chọn cán bộ, đồng chí bí thư chi bộ ấp và các cái tổ chức xã hội, các tổ chức từ thiện tham gia lực lượng này để tạo uy tín, và điều quan trọng nhất là câu là thực hiện quy chế chủ sở công khai minh bạch rõ ràng, trong đó và các cái đồng chí lãnh đạo và các cái đồng chí được tham gia là phải thể hiện cái vai trò gương mẫu trong cái việc vận động nhân dân và cũng như là trực tiếp tham gia và vừa vận động vừa tham gia thi công. Về Chợ Mới, những ngày này sẽ cảm nhận được nhiều đổi thay ở vùng đất cù lao này. Bên cạnh những ngôi nhà mới khang trang, nhiều tuyến đường giao thông liên ấp, liên xã giờ đây đã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa. Các cây cầu bê tông nối nhịp hai bờ tạo thuận lợi trong việc đi lại của người dân. Tất cả đang đánh dấu sự phát triển của một vùng quê nông thôn. Tính từ năm 2021 đến nay, các xã thị trấn trong huyện đã vận động thi công được 89 công trình cầu đường giao thông nông thôn với tổng kinh phí gần 64 tỷ đồng. Trong quá trình triển khai thực hiện, từ huyện đến xã luôn chú trọng đẩy mạnh vai trò công tác dân vận, phát huy tốt quy chế dân chủ. Vì vậy, đã được sự đồng tình ủng hộ cao của người dân. Cái năm 2022, thì trong cái 5 tháng đầu năm, thì xã đã thực hiện cái 3 cây cầu, trong đó là 2 cây cầu bê tông và 1 cây cầu sắt, cũng là từ nguồn xã hội hóa. 6 tháng cuối năm thì sẽ thực hiện một cái con đường của kinh thời cai cũ, nó liền với xã Mỹ An, liên xã, kinh phí cũng trên 1 tỷ đồng, cũng từ cái nguồn nhân dân đóng góp, và xây dựng một cây cầu ở bắc ngang cái trường tiểu học B và cái trường học cơ sở để cho con em cũng bằng bê tông để con em đi lại thuận lợi dễ dàng. Xây dựng cầu đường giao thông nông thôn ở huyện Chợ Mới đã góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, tạo được sự đổi mới diện mạo nông thôn. Đây cũng là tiêu chí 2 của chương trình xây dựng nông thôn mới mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện đã và đang thực hiện.